Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi live stream trực tiếp tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Và trong buổi live stream ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một vị khách hàng. Tình trạng của chị hiện tại là chị đã có gia đình và có một cái vòng eo lên tới 85 và chị muốn hút mỡ tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Kim để lắng nghe bác trao đổi thêm về cái tình trạng của vị khách hàng này. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Dạ, bác có thể cho mọi người biết được tình trạng của vị khách hàng này được không ạ? Bạn này là trước đây chúng ta đã đặt cái túi ngực rồi, và trong cái lúc đặt túi ngực đó, như các bạn thấy có cái đường ở đây là chúng ta đã lấy cái mỡ đường ở đây, chúng ta lấy cái mỡ để chúng ta xử lý cái sẹo rỗ ở vùng mặt rồi. Cho nên lần này bạn đó muốn là xử lý cái phần mỡ bụng mà không có cắt da. Về mặt lý thuyết, với cái vòng 285 là nó không còn chỉ định để hút mỡ nữa, và lại cái da bụng nứt rạn này khá nhiều thì không có cái chỉ định để hút mỡ. Mà phải là cắt bỏ da và mỡ thừa. Thế nhưng cái mong muốn của bạn này á là không có thời gian nhiều và chỉ có một ngày để nghỉ thôi. Cho nên á là chúng ta chọn phương án bỏ da thừa, tức là bỏ theo cái đường rạch ở đây. Ở đây nó có cái đường ổ bắt con rồi, chúng ta kéo cái này về đây. Mỡ thì chúng ta sẽ hút cái phần eo hông, toàn bộ cái vùng giữa bụng, hai cái bên lườn và cái đường chính giữa ngay dưới xương ức. Sau khi hút mỡ thì tôi dự tính là sẽ lấy cái mỡ đó để làm cho cái da mà để rạn nứt nè. Cái sản phẩm từ mỡ này nó sẽ có rất nhiều cái tế bào gốc. Thì xử lý cho cái phần da này nó không còn thấy những cái vết rạn nứt này nữa. Sau đó cái mỡ còn dư nữa đó thì chúng ta sẽ bổ sung vô hai cái phần khuyết của cái phần má mông. Thì kết thúc cái cuộc mổ hút mỡ bụng, bỏ da thừa và tận dụng cái sản phẩm từ mỡ cho cái sửa chữa nứt rạn da vùng bụng. Đối với chị này. Thì thời gian dự kiến sẽ là khoảng tầm 2 tiếng rưỡi. Bác sĩ Vũ á sẽ là cái người xử lý cái phần sườn này nè, phần bên sườn này. Bác sĩ Vũ là cái người chuyên về xử lý cái đó, và cái phần xử lý cái da rạn ở ngay dưới bụng nè. Okay. Dạ, vậy thì với công nghệ Lipomatic thì cái lượng mỡ mà hút ra sau phẫu thuật là được bao nhiêu phần trăm thưa bác? Về cái lượng mỡ đó thì các bạn hình dung nè, cái phần mà nắm tay lên dày là mỡ, nó gồm có hai lớp, gồm có da mỡ rồi là mỡ da. Chúng ta sẽ hút sạch cái phần này. Cái Lipomatic là cái công nghệ mà chúng ta hút ra và chúng ta sử dụng sản phẩm từ mỡ được. Nó giúp cho cái lực hút của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn bác sĩ đã phân tích ạ. Ok, cảm ơn bạn. Và vừa rồi chúng ta đã lắng nghe cái lời phân tích cũng như là giải pháp mà bác sĩ Kim đã đưa ra. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem thử kết quả sau khi hút mỡ của bệnh nhân này như thế nào nha.